Hai Mận xin chào tất cả mọi người nha. Thì giờ gia đình Mận đi đến chỗ em gallery ở trung tâm buôn bán các cái mặt hàng mọi người. Thì cái tuần vừa rồi hai chồng Mận có đi dạo thấy hạ giá cái vali á, cho nên là hai chồng Mận vô nhưng mà còn chỉ có một cái thôi. Thì ông xã Mận ông có đặt lấy 4 cái. Thì sau một tuần lỡ người ta kêu mình ra lấy, thì hôm nay ra lấy đỡ có hành lý về Việt Nam mọi người. Hai con với ông xã Mận đi lên tơn đi. Đây nè, cái tiệm này nó đang hạ giá nha. Không biết ở chỗ mọi người có hay không. Chú ở trong này bán chuyên bán về sách, túi sách, vali. Vali màu tím tím đẹp đó mọi người. Coi giá nè. 179 đồng, 95 cent. Cái này nhiêu? Cái này 200 nè. Dễ sợ chưa? 199.95 cent. 200. Cái này quay ly quá chừng luôn nè. Đó, ông xã Mận giờ ông vô ông lấy quay ly đặt cho mọi người. Đó, bà đẩy ra 4 cái quay ly nè. Chỗ con đi, lên kiểm tra dây kéo anh với lại cái khóa nữa nha, cho đỡ giờ cái nó hư á. Hôm nay cũng gặp 10 tới bạn con. Dạ. Bình thường giá nó nhiêu vậy anh? Hả? Giá này 120. 120 giờ hạ còn 90 hả? Dạ. Nói chung là mua 4 cái là trả tiền có 3 cái nha mọi người. Đây. Này có khóa bên hông. Nói chung mà mua vali cũng bình nè, chứ không có mua vali xịn nha. Đi Việt Nam mà mới xin làm gì. Null, dann kann man die Zipperchen hier reinpacken. Ja. So. Und so. Und angenommen, ich verdrehe das irgendwo hin, ne? Ja. Ist ja abgeschlossen. Also. Mache ich wieder auf 000. 000. Und was ist hier? Das ist nur für den Zoll. Ne? Der Zoll hat einen Schlüssel. Also, der Zoll hat einen Schlüssel. Genau. Die kann genau aufmachen. Genau. Ah. Sie machen nur über Zahlenschloss. Ja. Sie können aber auch die 000 verändern. Ja. Ne? Dafür steht 000. Ja, können wir so, nehmen so einen Kugelschreiber, pieksen hier einmal rein. Ja. Mit einem Kugelschreiber. Ja. Und dann kann man verstellen. Die Nummer verstellen, bestätigen. Ja. Dann ist der kleine Kreis auch wieder oben. Ja. Ne? Dann geht er nur noch auf Ihre Nummer auf. Ah, so. Ne? Und die bitte gut merken. Und das ist wichtig. Nur Zoll. Das ist nur Zoll. Ne? Genau. Zollkontrolle, ne? Genau. Genau. Okay, danke. Con gái nhỏ mà. Dạ. Mình cần quay sơ một tí xíu nè. Đây bán quý, bán đồ. Mấy cái quý này giá tiền nhiêu đây. Này không có đỡ hoài. Đây. Mấy cái túi mấy gái nhỏ mặn ấy ghê chưa, chị kéo chị lôi cẩn thận con. Forzit giá thích hả? Ở nhà mình có rồi, con nó chưa kéo được đâu, ra sân bay chưa kéo được mấy cái này đâu. Ok, để chờ con lớn lên chút xíu rồi nha, lớn lên rồi mới kéo được. Cái này bán ba lô, cái này bán túi hiệu Wood. Đây mọi người, hiệu này bao nhiêu một cái quý này, mình coi thử rồi giá này không thấy. Cái bride nó cái đây 125. Cái túi nhỏ như thế này nè. Còn cái đây giá nó nhiều đây, giá nó 60. Cái quý nhỏ đựng tiền như thế này nè mọi người. Vậy túi ở đây hạ 20%. Cái này nặng mấy? Nặng không à? Nặng lắm. Bên này cũng 20%. Nhưng mà bên này màu sắc sặc sỡ quá.
Đó, bây giờ kéo. Victor ai? Zara ai? Un baba svai. Ich bin frei. Rồi ok. Yeah. Nó svia. Nè thôi con cầm này. Này. Đây, thôi đi. Ra đây đi trước thôi con. Dạ, dạ. Tới lên. Dạ được rồi, đi con đi. Đi trước đi, đi 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 ra kia nè. Đi, đi đi vô trong kia nè con. Vô đang kìa. Đi lên đi vô bên trong lên thang máy con đi ra bãi xe đợi bỏ luôn. Đó. Chúng mình đi về Việt Nam thôi. Mừng quá mọi người ơi. Mua được cái gì thì mừng cái đó. Là nhẹ bớt một trộn con gái mẫn rinh kìa. Dở sợ chưa? Giỏi quá ta. Rinh qua ly lớn mà rinh giỏi chứ qua ly to hơn. Con người mà rinh được luôn á ông bà cô chú. Đây trung tâm thương mại nó lớn lắm, cho nên là bốn cái thang máy luôn nha mọi người. Cẩn thận, cẩn thận. Mama vô luôn nào. Đó, bấm lên. Bấm phát 2. B-Svai. Còn B-Drai là lên trên đế cờ hả anh? Rít. Rồi đi. Ra trẻ bãi nữa nè, trẻ tiền bãi nữa. Trời còn lạnh nè, mấy con nhỏ tay á. Thấy nó mặc ra áo không? Nó mát mẻ. Lên. Giờ ông xã mặn ông bỏ quay ly vào trong cốp xe. Xe mặn còn khá là lớn nha, nhưng mà bỏ bốn cái không biết cái gì không biết. Cái này á nay đừng có xé nữa, được rồi đem tới cho ba đi con. Anh có cảm giác gì chưa anh? Ba có cảm giác gì chưa? Ý là cái cảm giác là cầm quay ly là biết là chuẩn bị bay chưa? Có cảm giác đó không? Sữa bay ha. Nếu không vừa anh bảo nằm xuống, anh bảo nằm xuống rồi chồng cái kia lên. Vừa nhưng mà tại trong này mình còn đồ nữa mà. À, sao? Từ từ nữa. Đây mọi người, coi như mới vừa ra phố đi mua bốn cái quay ly hạ giá, mua vừa xong đem bỏ xe giờ là đi ăn tí xíu mọi người. Cái này đi như đoàn quân Việt Nam nè. Đoàn quân Việt Nam đi. Đây là tiệm bánh mì rẻ tiền nha mọi người. Tiệm bánh mì ăn nhanh á. Này người ta sửa lại cái không gian quán này. Rất là đẹp nhưng mà không có khách. Tại vì ở đây người ta hầu như người ta mua rồi người ta cầm đi ra ngoài đường người ta ăn hết á mọi người. Cho nên là ta đỡ bàn ghế cho có chứ ít có người ngồi trong này lắm. Với lại mọi người thấy ở ngoài trời nè, trời bữa nay cũng đẹp cho nên là người ta đi ra ngoài hết. Đây mọi người, đây là món gì đây anh? Xúc xích hả? Bánh mì kẹp xúc xích. Bánh mì kẹp xúc xích. Bò kia kìa. Còn cái này là cũng bột bánh mì ở trong cũng có xúc xích. Còn bên này gì đây con? Wow. Đây. Cái này là quạt giống như là bánh kem của Việt Nam mình nhưng mà không phải. Có thêm cái bánh. Con
mời anh về cái đứa ăn cùng với gia đình của mình nè. Cô mời anh về cái đứa ăn với gia đình mình nè. Ăn đi con. Mama cũng thấy speaker ra rồi. Ngon không? Dạ. Đây, mặn ăn cái bánh quạt nè. Cái này nó tựa tựa giống như bánh cam mình, nhưng mà ở trong nó mặn đố mọi người. Cái này ở trong nó có cái gì trong này? Đừng có nói trong bà cô chú biết. Đỡ ông bà cô chú đón. Mặn mời mọi người nha. Con ăn con cắn vô trong bà cô chú xem. Nó ở trong là bột không à, chứ không có nhum. Nhưng mà rất là xốp nha. Nó làm bằng cái bột gì ăn nó xốp lắm. Ở ngoài là một lớp đường. Đại ca nhà mặn ăn ăn nhanh dữ rồi. Ngon không? Này. Wow. Ừ. Con ăn đi, phần con ngon ăn đi. Gì đó Victoria? Cái pinky là. Ở trên đây nó có gì? Nó có gì con nói cho ông bà của chú nghe. Ở trên đây có chuyện gì đó? Trên cái bánh á. And see the next toy there. Rồi uống cà phê không nè. Ngon. Còn này nữa nè. Cái này ở trong chắc cũng quệt. Cái trái đó phải quệt đâu đó. Thịt bầm nó trộn. Thịt bầm nó trộn. Nhưng mà nghe mùi kukuri á anh. Coi cái cuốn này nó dài. Nó dài cái to hơn cái tay ra rè luôn. Đo thử con. Đo là đo cái này chứ. Cái cổ tay nó cũng cái bánh nó to hơn hơn cái cổ tay con á. Mà thân ra to hơn. Ok thôi ăn đi rồi đi về nè. Bye bye bà cô chú đi. Cảm ơn bà cô chú xem video. Bye bye.